Này Dung gồm bay thử được không các bay? Xuồng 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 lạ bơi chưa quen thử để trước. Bơi gì để dữ vậy? Đi luôn vậy? Bơi đã thì cái nhẹ môn à. Rồi thả chiếu xuống đi chạy nè. Bây giờ thả chiếu chạy nha bạn. Cái xuồng nhỏ xíu và cái xuồng này bằng không phải bằng cây đâu, bằng nhôm á. Mà lắc lắc thì lắc lịa luôn. Xuồng nó mỏng mới nhẹ nè, thả chiếu xuống xuồng, cái xuồng lắc quá trời lắc luôn bạn ơi. Thế là không lắc cũng lật xuồng. Không, cái này nước chảy vô, bây giờ mình phải chạy ngược lại mới đúng. Chảy 60 mét á, thấy không? Đúng rồi, đứng cái xuồng lắc quá chứ lắc luôn rồi cả nhà. Chạy đi. Ngồi mũi xuồng á, bước mũi xuồng ngồi giùm em ấy. Chài đâu đụng đất đâu, đem là miền chài đâu có bùn đâu, chứng tỏ là chài chưa có đụng đất. Dung gồm tay quay phim, còn tay thì bơi nghe cả nhà nè. Anh dạy đi rèm mới kéo cái xuồng xuống chứ. Nước đang chảy vô mà. Rồi dạy đi. Cái xuồng nó rất là nhẹ các bạn. Ảo chiếu mà đứng cái rung rinh á. Nhẹ quá. Đừng đi lên. Xuống đây. Ủa ừ, cá nhóc luôn các bạn ơi. Dễ không ra mà khá quá trời luôn. Cứ để Dung lồm chài đi trời. Ui năm sáu con luôn á. Đem đây nè. Đi qua đây cho bạn coi nè. Chú anh bước làm sao cho cân bằng cái xuồng coi nó nghiêng. Chú đang lắc. Trời trời một lắc thế chắc chết. Ủa con cả nhà con nè. Để chiếu vậy không có ra. Bỏ vô cái thao đi. Anh chiếu vậy không có ra mà cá không á các bạn. Quá dữ. Quá chừng cá. Quá chừng cá các bạn ơi. Cá chốt không nè. Dính nguyên bầy cá chốt luôn. Đây là cả nhà, một chài của Thảo Chiếu vừa mới chài xong rồi cả nhà. 2 4 6 8 9 con cá chốt một chài một á, giải không có ra luôn các bạn. Đứng xuồng cà rung rung nè, xuồng lắc lư là Thảo Chiếu muốn té xong luôn các bạn. Vậy mình giữ cá nó ghê rồi, giải trên giữa nó đi.
Ui. Quay gung. Cái xuồng nó nhỏ xíu xíu thảo chiếu đứng hết cái xuồng này lắc nè. Nè, bạn coi sắc lắc nè. Chúa dịnh. Phải dịnh mới. Được không? Cố lên. Gắt chài không? Đây. Dính như cái bọc nó ra, ai bỏ cái bọc ra. Không có con nào hết đúng không? Dính cây là không có dính cá, mà dính cá là không có gì. Không sai. Được lớn quá. Vậy nè, giật dây luôn nè. Cái dồ á. Nước đang lớn chạy vô nha bạn. Mở màn được 9 con cá sau đó 8 chài sao không có con nào. Rồi trả chài cho Dung Lợn đi. Chài không được yên các bạn. Đi dành chài quá. Thấy thùng này rung quá. Quá rung luôn. Cái này có cây là thảo chứ lặn nha. Đóng cây luôn. Đóng cây luôn, có con cá nào hết. Cá lên chớp nè. Con chó, con cá chót à. Hai con. Cá đây xong này. Cơn nha nhện cánh ma. Còn lại cá chót không? Cái này xong nè. Cái này cái xong chứ không phải trên. Tiêu ngon lắm. Được 3 con á. Thôi hở chiếu rồi. Chứ nó quăng cái 9 con. Tại vì đàn cá đang ngủ á. Anh chụp ngay nó với nó chạy không kịp. Rồi đi tiếp tục. Rồi dính cá sấu rồi đó. Xong này có cá sấu nữa nè. Có cá sấu nãy giờ là nó vừa bụng rồi vậy đó. Chưa đụng đất hay gì trời. Tại chạy cùng chạy bá luôn. Tại chạy dở á. Ê chịu hay quý. Dạ. Ồ được con đây chứ bỏ quá. Bữa nay dính toàn là cá chốt mà. Rất lớn rồi, cái kia nó. Cá bự nó. Cá bự nó chạy lẹ. Cá bự nó chạy hết rồi.
chạy xong giờ là anh buồn. Chạy đi còn khúc mà. Rồi được rồi. Nhiều quá. Ủa anh chạy giống chỗ nãy vậy? Chứ nữa không chỗ nãy. Bị cá chốt đâm nhất lắm các bạn. Quá nhức rồi. Nhức thiệt luôn. Đặng máu ra nè. Vua quá nhức luôn các bạn ơi. Cá chốt còn rất là nguy hiểm. Quá tê tay luôn á. Nhức lớn là cá chốt mập mập không à. Xong rồi. Ta kêu chỗ này là cầu xuống là phải nó phải chảy như xuống mà. Chỗ đó có cây mà. Sao? Sao thì kéo lên đi. Thôi xong rồi về luôn đi. Bỏ trà về. Rồi muốn vậy sao? Nhìn như đi chứ, hình như có cá, cá bự. Nè xuống đây cầm cái ấy xuống dính cây. Dính cây rồi cả nhà. Dính cây rồi cả nhà ơi. Chạy giờ không có kéo lên được nè. Ủa nhảy kỳ vậy? Nhảy vậy đi ai không? Ta xuống từ từ. Thì không có sâu nhưng mà dính cây gì dưới. Mẹ em nghe là dính cây là Thảo Chiếu phải hy sinh lội xuống gỡ rồi mà cả nhà ơi. Không biết có cây. Có bự không? Cây bự không? Em kéo rồi nè. Lặn luôn. Gì vậy? Hả? Đụng chưa? Đụng một bên. Cây bự không? Đúng rồi, nặng nữa. Xui quá, xui quá. Quá. Được chưa? Hồi nãy em nghe nó phực làm như có cá bự vậy đó. Nhưng mà ô, chín tôm luôn. Hả? Tôm càng nè. Chứ trời nó hồn với tưởng tương tâm thiệt. Tôm càng nè, cứ kêu tôm càng luôn. Càng cây á. Rồi. Rồi ơi, dính gốc cây bự không? Nguyên gốc. Rồi, dính vô gốc kia gốc bần quá. Bỏ thường cho em đi. Em tưởng dính tôm thiệt. Thôi về Thảo Chiếu về luôn các bạn. Như vậy về hả? Ôi đụng nhiêu cá rồi nè. Chứ... lên, leo lên đi lên đi. Lên cho em gãy. Bạn lên cái là em bật á. Lên vô mé lên với lên vậy không có được, gãy xuồng. Cái xuồng này nó mỏng lắm. Sao lại được. chim. trời ơi. Trời không lên xuồng má đậu. Trời là trời. Nằm luôn. Đúng quá. Lên ấy nó tìm à. Chạy ăn chài nữa để vậy. Chạy đúng khô khô quẹt cả nhà ơi. Chạy nó nước sâu á, mát mà gỡ khó gỡ lắm. Ở trên búng ở chỗ cái cầu đó anh. Không,
chỗ đó không có cây rắc luôn á, chạy ngay đó một cái cho em đi. Không có chạy gì đâu nữa chứ á. Lặn có chiếu lặn không nổi đâu, chiếu lặn dở lắm. Dính cây, chạy dính cây thôi chiếu lặn. Nước nhà nhà nước lớn, cũng hơi sâu á. Nhưng ở bãi đó không có sâu. Vậy à? Cầu này cầu suối nữa các bạn, nước này nước chảy mạnh lắm, cầu suối người ta kêu cầu suối mà các bạn, nước chảy mạnh lắm, rồi nó xây cái đầu này nè, rồi sao chạy, đầu này khỏi chạy luôn, cho cái đầu anh sâu sát đi đi. Thật gì chỉ chạy cái cá thôi, không cần kỹ thuật. Kỹ thuật như sao mà chạy được? Ừ, mà vậy mà ta không có kỹ thuật, ta chạy có cá mà hay. Nhưng cá đó còn buồn ngủ. Ngủ gì, ta quăng cái đằng đóng cá. Đóng. Đây, lời của Kim có nhìn thấy không? Cửa chạy đi, không còn ra cá nào đâu. Cửa chạy đi, rồi cửa chạy đi. Như cửa chạy với sâu nó khó thôi. Sâu gì? Nước lớn nó chảy ù ù quăng thì nước chạy chưa xuống tới nước cá ra ngoài hết rồi. Bây giờ mình về các bạn, nước chảy mạnh quá. Giờ vô bến mình giả xuồng cho anh Khánh. Ủa, sao dính cây vậy? Rửa xuồng, em bọc dây rồi rửa xuồng. Rồi mình vô tới bờ rồi, mình cột xuồng lại, mình rửa xuồng trả cho anh Khánh nha các bạn. Rửa xuồng rồi rả cho anh Khánh. Đó, được rồi. 20 con cá chốt các bạn. Này dung gồm thả chứ gì không có tiêu ăn được rồi đó.